tiêm kích F-16 được phương Tây hứa cung cấp cho Ukraine, không phát huy hết sức mạnh, khi không tương thích với tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất. Hãng Bloomberg cho biết, kế hoạch cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu F-16 Falcon do Mỹ sản xuất đã gặp trở ngại vì tiêm kích này hiện không tương thích với các tên lửa hành trình Storm Shadow Anh cung cấp cho Ukraine, vì vậy sẽ hạn chế khả năng tấn công tầm xa của chiến đấu cơ này. Điều đó đã đặt ra một câu hỏi mới trong giới lãnh đạo Mỹ. Mỹ có nên gửi tên lửa hành trình tương thích tới Kiev cùng với F-16, chẳng hạn như tên lửa không đối đất chung AGM-158, JASSM, với tầm bắn 575 dặm hay không? Alexander Mikhailov, người đứng đầu Cục Phân tích Chính trị Quân sự Nga, nói hôm 22 tháng 8 rằng, thực tế cho thấy cách thức ngẫu nhiên và không có kế hoạch của NATO khi cung cấp vũ khí cho Kiev, bởi liên minh quân sự này đang cố gắng gửi cho Kiev bất kỳ loại vũ khí nào họ có thể tìm thấy, đặc biệt là những loại thế hệ cũ. Câu chuyện này rất giống với câu chuyện về xe tăng Mỹ, bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, khi người Mỹ lần đầu tiên hứa sẽ chuyển cho Ukraine xe tăng Abrams của họ, và đồng thời lôi kéo các đối tác châu Âu vào những lời hứa này. Sau đó chính họ đã đình trệ việc cung cấp xe tăng với nhiều lý do khác nhau, trong đó có thiếu cơ sở sửa chữa, linh kiện thay thế ở Ba Lan và tại Kiev. Vào thời điểm này, những chiếc xe tăng Leopard của Đức đã bốc cháy, hình ảnh của ngành công nghiệp quốc phòng Đức đang bốc cháy, và rất nhiều rắc rối khác mà châu Âu phải gánh chịu. Có thể nói, đây là kết quả của việc nghe theo sự dẫn dắt của người Mỹ, Mikhailov lưu ý. Vị chuyên gia này cho biết thêm, bây giờ nó là một câu chuyện rất giống nhau. Người Mỹ rất muốn máy bay châu Âu bay đến Ukraine. Hiện người Đức có máy bay Tornado thế hệ thứ 3, người châu Âu có Typhoon, Rafale và Gripen. Và về nguyên tắc, có rất nhiều lựa chọn, đặc biệt nếu người châu Âu trung thành hơn. Nhưng người châu Âu không còn dễ bị lừa bởi những lời hứa này của Mỹ. Bởi sau câu chuyện với xe Abrams, khi xe tăng Challenger đã đến Ukraine, một số xe Leopard được gửi đến Kiev và thậm chí còn tham gia chiến sự. Nhưng xe Abrams đã không xuất hiện ở điểm nóng chiến sự này. Cùng với đó, Dmitry Konev, người sáng lập cổng thông tin military.ru, nói với truyền thông Nga rằng Ukraine có thể sẽ tự giải quyết các vấn đề kỹ thuật nếu có đủ thời gian, nhưng cảnh báo rằng F-16 không phải là vũ khí thần kỳ, bất kể nó mang theo loại vũ khí nào đến chiến trường. Tuy nhiên, ông Dmitry Konev nhấn mạnh sự khác biệt rõ ràng giữa không chỉ nhu cầu lớn về thiết bị mà Kiev đưa ra đối với NATO, mà còn có sự không nhất quán giữa những lời hứa của NATO và những gì thực sự sẽ được chuyển đến Ukraine. Ví dụ, trong khi Amsterdam cho biết họ sẽ gửi cho Kiev tất cả 42 chiếc F-16 trong kho vũ khí của mình, ông dự đoán họ sẽ thực sự gửi không quá 12 chiếc, một phi đội duy nhất. Trong khi đó, Kiev đã yêu cầu 128 máy bay. Bạn cần hiểu rằng nếu họ nhận được 128 chiếc F-16, thì điều này thậm chí có thể sẽ không xảy ra vào năm 2024, mà là vào năm 2025 hoặc 2026. Nếu việc giao F-16 được hoàn tất, thì sẽ không có nhà thầu nào làm phiền Ukraine về việc mời chào mua các máy bay thế hệ thứ 3 hoặc thứ 4 khác, vì số lượng nói trên là không hề nhỏ, ông lưu ý. Nói về việc chậm trễ chuyển giao F-16 và chuyện tiêm kích này không tương thích để mang Storm Shadow, vị chuyên gia này cho biết, nếu tên lửa châu Âu có thể được treo trên Su-24, MiG-29, thì tôi nghĩ chúng cũng sẽ có thể được treo trên F-16. Tất cả sự chậm trễ trong việc giao F-16 đều xuất phát từ quá trình đào tạo phi công Ukraine. Nếu trên thế giới có những phi công sẵn sàng gia nhập lực lượng vũ trang Ukraine với tư cách là lính đánh thuê, thì điều này sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây, có lẽ là sự xuất hiện của một số lượng F-16 nhất định, khó có thể thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường. Không có thứ gọi là vũ khí thần kỳ, và nếu F-16 đến Ukraine với số lượng nhỏ, thì có khả năng cao là lực lượng của chúng tôi, thậm chí sẽ không nhận ra sự hiện diện của nó. Mặc dù vậy, vị chuyên gia này thừa nhận sự xuất hiện của F-16 sẽ làm tăng gánh nặng cho lực lượng phòng không và hàng không vũ trụ của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ có cách đối phó hiệu quả với sự có mặt này. Ông Konev lưu ý rằng nếu phương Tây cố gắng bù đắp vấn đề đào tạo phi công bằng cách gửi những phi công được gọi là lính đánh thuê, động thái đó sẽ bị lực lượng Nga coi là khơi mào cho cuộc chiến trực tiếp với Nga. Trong mọi trường hợp, bất kỳ phi công nào của bất kỳ quốc gia nào cầm lái đều là mục tiêu hợp pháp cho bất kỳ cuộc tấn công đáp trả nào của Nga. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.